với bà nội mày. Tao già rồi. Nhưng mà con còn thấy ông chích ngoài đường nữa. Tao bị tiểu đường mày. Mày dắt tao ra đây chi? Vậy là ông không biết rồi. Chỗ này là danh lam thắng cảnh quê con á. Ở đây có một ngôi mộ của một giáo phái nổi tiếng. Ra video là top thịnh hành. Những thông điệp video ý nghĩa nhất. Dạy hiện lại tình huống về đời sống mà con người chúng ta đều thường gặp. Được ưa chuộng ở trên mạng xã hội và những kịch bản ekip đã viết lên. Chỉnh chu phải nói là hoàn hảo và thỏ bảy mau được nhiều người nhắc tới. Làm gì hoàn hình hàng đầu ở Việt Nam. Một thành tích mà ta phải ngưỡng mộ. Nhắc xanh thì phải đúng cách, văn minh hài hước thì phải đặt đúng chỗ. Nội dung thì ai cũng có thể xem, nên vì thế được mọi người tung hô. Nói về một gia đình nhỏ có ba thành viên bắt đầu tôi ấy vô. Chỉ mới xuất hiện 2021 nhưng đã làm cộng đồng phải xôn xao. Xem clip giống như là keo dán, làm mọi người ai cũng phải nôn nao. Nhìn đơn giản nhưng mà lại kỳ công, nội dung sáng tạo phải nói là đỉnh cao. Ăn khớp từng nhịp với lại từng khung cảnh, tình huống hài hước thì nó luôn dính nhau. Có ông Năm với lại chị Xô, nhân vật chính đó là Thổ Báo. Có những câu đến thăm trái tim mà tác giả ở đây đã trao. Giả vậy nhưng mà chất lượng bộ phim hoạt hình không còn chỗ để chê. Dù hoạt hình chỉ dành cho trẻ, có những người lớn xem cũng phải mê. Giờ ông thích nói vậy đó, rồi sao nhìn cái quần què gì tao đá mày giờ. Nãy tao nói thiệt đó Thỏ, mày đưa tao về đi Thỏ. Ủa mắc gì sợ nó, ông mày ông ôm con ông lại con xiên nó luôn rồi. Tao năn nỉ mày á, chắc tao đi chỗ nào bình thường thôi được. Nói về cuộc sống hiện tại, dù sai phạm cũng không bỏ nhau. Có nhiều lần ông Năm rất buồn, vẫn xem Thỏ là một đứa cháu. Kịch tính đến từng chi tiết, bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chưa bao giờ Thỏ sợ một ai cầm luôn sổ đỏ rồi chơi xả láng. Một phim hoạt hình đậm chất nước Việt, mọi người ai cũng đều khen. Rất xinh đáng vươn tầm thế giới, anime hay ở Việt Nam. Mấy video lên chục triệu view, relay hoài xem cũng không chán. Luôn đổi mới nội dung của mình, xem một lần rồi cười tới sáng. Có những câu đã tạo thành trend, bởi vì đó là câu ý nghĩa. Có tình yêu và chuyện gia đình, làm mọi người đều phải suy nghĩ. Ngày xuân vậy vào những ngày Tết, những tai nạn được mô phỏng lên. Một bộ phim hoạt hình độc lạ thì Thỏ bảy mau phải